Trong những chuyến đi trekking đường dài nhiều ngày, đòi hỏi nhiều sự bền bỉ, thì khối lượng các vật dụng mang theo trên vai luôn là vấn đề mà ngay cả những dân chơi camping trekking chính hiệu luôn phải cân nhắc nhằm tối ưu và tiết kiệm sức lực. Vì thế, nếu như bạn đang quan tâm một sản phẩm Leo siêu nhẹ, nhỏ gọn nhưng không kém phần chắc chắn, thì sản phẩm Leo ngay sau đây sẽ là một sự lựa chọn dành cho bạn. Đến từ nhà sản xuất Nature 2, chiếc lều siêu nhẹ Vic 2 được thiết kế dành riêng cho những bạn cuồn chân, thường xuyên tham gia các hoạt động leo núi, trekking đường dài nhiều ngày, đòi hỏi nhiều thể lực. Lều với trọng lượng chỉ 1.35kg, dễ dàng lắp đặt trên mọi loại địa hình, khả năng chống nước, chống gió và bảo vệ bạn khỏi tia UV, bền bỉ trước mọi loại điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam. Vì vậy, lều Nature 2 Vic là một sản phẩm không thể thiếu trong những chuyến hành trình dài, giúp bạn tiết kiệm sức lực và tận hưởng trọn vẹn chuyến đi. Và ngay bây giờ mình sẽ cùng unbox đầy đủ chi tiết và cách dựng lều Vic 2 người này nhé. Let's go! Một chiếc lều Vic 2 sẽ bao gồm khung lều, cọc lều, thảm lót lều, và phần quan trọng nhất đó chính là áo lều. Với 2 phút thì mình đã có thể dễ dàng lắp đặt được chiếc lều Vic 2 người này rồi. Và ngay bây giờ mình sẽ cùng đánh giá chi tiết về công năng sử dụng thực tế của chiếc lều này nhé. Cấu trúc khung lều được thiết kế hình chữ Y kép. Với thiết kế này, lều có thể tự đứng vững, tối ưu khả năng chịu lực và giúp bạn dựng lều một cách dễ dàng, tốc độ nhanh gấp đôi các loại lều thông thường, nhất là trong những ngày trời mưa đột ngột. Thêm vào đó, khung lều được làm từ hợp kim nhôm có độ bền cao. Điều này làm cho chúng vừa nhẹ vừa mạnh mẽ, giúp lều có khả năng chống gió cực tốt, chống chọi sức gió lên đến cấp 5, cấp 6. Lều Nature 2 Vic có lớp vải cao cấp, mặt ngoài là ni lông 15D, mặt trong ni lông 20D, cả hai mặt đều được phủ một lớp silicone có tác dụng giúp lều nhẹ, bền, tăng cường chức năng chống thấm, chống xé, chống rách và có khả năng ngăn chặn hơn 98% tia UV, cũng như khả năng chống nước tuyệt đối, chịu được mưa nặng hạt kèm gió lớn liên tục trong nhiều giờ. Cửa lều được thiết kế hình vòm với diện tích lớn, giúp bạn thuận tiện khi ra vào. Toàn bộ lớp lưới được thiết kế để mang lại sự thông gió tuyệt vời, tạo cảm giác thông thoáng, mát mẻ và chống côn trùng. Một điểm cộng lớn cho lều Nature 2 Vic nữa là có hai lỗ thông gió lớn, giúp tránh sự ngưng tụ hơi nước và không khí luôn được lưu thông. Nhờ đó bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái và có một giấc ngủ ngon vào ban đêm. Lều Nature 2 Vic mang đến một không gian nghỉ ngơi tuyệt vời với diện tích sàn dài rộng là 210x130cm, đủ không gian thoải mái cho hai người trưởng thành nằm hoặc cho một gia đình với một trẻ nhỏ. Các đường may trên vải lều đều được ép nhiệt cẩn thận, có hai đường khâu nên giúp các mâu nối trên vải luôn bền và ngăn chặn tối đa sự thấm nước vào bên trong khi thời tiết xấu. Trên đây là tất cả những cảm nhận, đánh giá chi tiết và chân thật nhất về chiếc lều siêu nhẹ Vic 2 này. Nếu như bạn mong muốn có ngay một em lều cho chuyến camping check-in tiếp theo, thì hãy nhấp vào đường link phía dưới video để được hỗ trợ và tham khảo thêm nhiều sản phẩm cắm trại khác. Mình là Đạt, đến từ Đi Đâu Đó Đi Gear Sport. Xin chào và hẹn gặp lại.